Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì đố anh em mình đang ở đâu? Nếu mà mình không nói ra là anh em sẽ tưởng mình đang ở U Minh Thượng, U Minh Hạ hay là Kiên Giang hay là ở một cái khu núi đồi nào đó anh em. Thực chất cái nơi mình đang đứng là thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mọi người không tin được thành phố Hồ Chí Minh lại có cái khung cảnh vậy đúng không? Em vừa lạc vô một khu rừng cực kỳ lớn, rừng sát Cần Giờ anh em. Rừng sát Cần Giờ thì hồi xưa nổi danh với lại các chiến sĩ đặc công rừng sát. Thì nếu mà vô sâu một chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp một cái gọi là cái chỗ chỉ huy của đặc công rừng sát hồi xưa anh em. Người ta gọi là gì, chiến khu rừng sát đó. Rất là rừng sát nha anh em. Thì rừng này nó khác với những cái rừng mà hôm bữa giờ em quay phim ở những chỗ là cái rừng này là rừng đước mọi người. Rừng sát là rừng ngập mặn, nó là rừng đước. Và những cây đước làm như không có thu hoạch bán được hay sao anh em. Không có thu hoạch bán được hay sao mà nó rất là to mà người ta không thu hoạch. Đặc biệt là em thấy đè khỉ nè, đây khỉ quá trời khỉ luôn anh em ơi. Đây nè, em bung lên lớn cho anh em coi khỉ nha. Đó, camera mà người ta không cẩn thận là khỉ lại nó lấy luôn á mọi người. Đây nè, đây có gia đình khỉ gồm có hai con bự với hai con nhỏ, anh em thấy không? Đó, mày khỉ à. Và anh em vô đây cầm camera nhớ cẩn thận nha, rất là dễ bị khỉ lấy camera nha mọi người. Đây đó, khỉ nhiều lắm, đằng kia nhiều hơn nữa, em zoom nhỏ lại nha. Thì ở Sài Gòn nhưng mà ở đầu của sông Sòi Rạp anh em. Đó, có một cái gọi là rất là hoang sơ chứ không phải như là trái ngược với lại quận 1, quận 5 hay là ở trung tâm Sài Gòn nha mọi người. Ở đây là quận Cần Giờ và em đang đứng cách cái đường rừng sát. Đường rừng sát là cái đường rất là lớn mọi người. Em mới quẹo vô khoảng hơn một cây số là chúng ta sẽ bắt gặp những cái tán rừng như thế này rồi. Rừng bạc ngàn nha anh em. Và mênh mông là rừng đước. Đây là cây đước. Cây đước hay cây vẹt hả ta? Nó có ba loại cây: đước, sú, vẹt. Em thì không có chuyên nghiệp phân biệt. Em không có phân biệt được cây nào là cây đước, cây nào là cây sú, cây nào là cây vẹt nữa anh em. Nhưng mà em nghĩ đây là cây đước. Tại vì trước đây em có thấy cây đước rồi, nó giống như vậy nè, mà lâu quá không thấy rồi không biết phải không. Đó thì những cây đước nó rất là to nhưng mà em thấy ở đây người ta không thu hoạch. Rừng tràm thì trồng một thời gian người ta thu hoạch, ta làm nhà đồ, làm cừ đồ phải không? Còn đây rừng đước em thấy cái cây nó bự chà bá luôn mà không có ai thu hoạch hết anh em. Đặc biệt là cây đước nó rất là lâu lớn chứ không phải như cây tràm nha. Đây con khỉ nè. Đây em lại gần con khỉ này, em phỏng vấn nó anh em. Em phỏng vấn coi nó cảm nghĩ gì về em. Nó cảm nghĩ gì về khu rừng này ha. Nó đang ngồi đang nhìn em đắm đuối say mê. Nói chung là khu này rất nguy hiểm nha. Khu này nguy hiểm, anh em cầm iPhone vô đây là coi chừng á. Đây nè. Đó, nó đang buồn lắm anh em, đang nhìn em buồn ha. Đây, phát biểu cảm nghĩ đi bạn. Bạn cảm nghĩ gì về cái khu vực xung quanh đây? Cảm nghĩ gì về khách du lịch như mình? Bữa nay mình cũng không phải khách du lịch anh em. Mình là người đi giao pin mặt trời. Em giao xuống đây. Thì ở sau lưng của em là cầu Dần Xây. Cầu Dần Xây nha anh em. Anh em tra Google là cái cầu Dần Xây là nó ra đó. Cầu rất là lớn. Cầu Dần Xây. Xã Long Hòa hay Long Hòa Cần Đước anh em. Trên đầu em thì không có khỉ. Cũng khá an toàn. Nhưng mà đằng kia khỉ bao la nha. Đây có một con khỉ ngồi rất là buồn nè. Nhìn chiêu chiêu ha. Đang ngắm cảnh anh em ơi. Không biết phát biểu cảm nghĩ như thế nào. Được cái lòng thòng luôn anh em ơi. Lòng thòng bán. Bạn hơi lòng thòng nha. Tóm gọn lại, tém gọn lại bạn ơi. Tém gọn lại bạn. Tém lại xíu nha. Tém xíu. Thấy lòng thòng rồi đó. Xa xa thì có những đàn. Để em kiếm một đàn em zoom lên cho mọi người xem. Rừng này quá nhiều khỉ rồi. Và em nghĩ ở đây người ta không có bắt khỉ đâu mọi người. Nếu bắt thì nó không có dạng đến mức vậy. Nó chạy ra tới đây luôn mà. Nó chạy tới lộ này nó định trò chuyện với em hay là nó định cướp camera của em biết. Cũng có nhiều khách du lịch bị cướp camera lắm nha anh em. Em lại gần cái anh chàng này đang chiêu chiêu. Đây. Mặt mày thì khá buồn ha. Khá buồn. Ngắm cảnh ha. Là đang đợi vợ đi chợ về. Nhiều khi đang đợi vợ đi chợ về.
Rồi, xa xa thì rất là nhiều đàn khỉ ở trong kia. Đi dưới đất có, đi trên cây có. Rừng đước thì anh em thấy là cái rễ nó cao ha. Hồi xưa chiến sĩ đặc công rừng sát là cứ chui trong rừng đước này là làm cho lính Mỹ ngụy bó tay anh em. Vô phương ha. Không thể nào càng bừa vô đó được, không thể đi với số lượng quân đông vô đó được. Mà cũng không thể nào mà kéo những cái thiết bị tân tiến của chiến tranh vào đây được. Rất là khó khăn ha. Chiến sĩ chúng ta thì ở trong đó cũng khá là an toàn. Khá là an toàn. Khu di tích đặc công rừng sát thì cách đây khoảng 9 cây số. Em một chút xíu nữa em có đi vô đó nữa. Sẵn là giao biên qua đây em đi em tham quan luôn. Ông anh này thì ông ở dưới tàu ghe thôi. Và ông có rất là nhiều gọi là cái chỗ nuôi cá anh em, nuôi cá ở dưới bãi biển, bãi sông á. Bây giờ ảnh đi tàu vô ảnh lấy pin mặt trời của em. Anh đang ở đằng cái cảng đằng kìa, đó, cảng mấy anh đang lúp xúp đằng, chắc đang rinh ba cái pin em xuống. Đó, thì thôi bây giờ em ngưng video để em phụ mấy anh. Nói chung là gặp được những cái anh em khỉ cũng vui ha, lâu lâu rồi có nhiều khỉ, rất là nhiều khỉ. Ở đây không biết mình có được bắt con khỉ nào để đem về hay là bắt để nướng chui gì không, chắc không được đâu anh em. Không biết có bảo tồn không hay là nói chung là cũng khó bắt à nghe. Cái này không phải này phải có dụng cụ anh em, phải có lưới, phải có rọ. Chứ còn mà bắt tay thì không có cửa rồi, mình không có thể nào chạy nhanh bằng nó rồi. Để coi gia đình nãy ngồi đây còn không. Mấy anh cặp tàu tới rồi kìa. Tới anh chở đó mà. Gia đình mấy anh em nãy ngồi đây còn. Đi mất tiêu rồi. À đây còn. Còn có em hai em à. Mấy em kia ở đâu nữa. Đây. Nè. Đó. Khá là chill ha. Và ở đây khí hậu vô cùng trong lành nha. Sạch sẽ và vô cùng trong lành. Do cây cối quá nhiều.